Hello, welcome to my channel. Hôm nay chúng ta sẽ lại quay lại với tựa game khủng long nha các bạn ơi. Này mình sẽ chơi map cho tất cả những chú khủng long Brachiosaurus này chui vào cái bồn cầu này luôn. Brachiosaurus là một con khủng long ăn cỏ dài dài to to, siêu to khổng lồ này. Mình sẽ cho từng kích thước từng con một. Từ bé nhất này đến to dần này, to dần này, to dần và siêu to khổng lồ. Và cả bồn cầu cũng thế nha. Bắt đầu, chúng ta sẽ chơi từ con đầu tiên đi. Nào, mình sẽ cho con này nhánh đây. Ẹt. Chết luôn. Một con chết. Tiếp theo đến con này. Rồi nào, rơi 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 rơi. Ẹt. Rơi trúng cái bồn cầu luôn nha các bạn. Chết một cách thối luôn. Quá đẳng cấp. Tiếp theo con này mày không thoát được đâu, con nào cũng phải chui hố cứt thôi. Rồi ẹt rồi, hố cứt lại còn bị nổ luôn, quá xịn. Đúng rơi ra ngoài rồi. Tiếp theo đến lượt mày, nhảy đi đấy. Ad. Chết luôn. Còn thiếu một con đâu mất rồi nhờ. Chết rồi. Con này bị rơi mất rồi. Rồi ok, mình sẽ chuyển qua con tiếp theo đi. À, tiếp theo sẽ là con khủng long Hydra năm đầu này. Mình sẽ cho nó rơi đây tiếp. Để đây. Let's go. Rồi. Quý tàu xuống. Ẹt. Cái này không có bom rồi. Đấy là con này. Rồi đây. Ẹt. Chết rồi, mình lỡ xóa bom đi hết rồi. Ok, đến con này. Ẹt. Không chết luôn. Lại đến con này. Phiêu. Không chết. Bọn này không có bom nó không chết được các bạn ạ. Không sao. Ôi con kia chảy máu đầu luôn. Toác đầu luôn, chắc là cũng chết đấy. À cũng chảy máu đầu ấy. Mấy con to to chắc cũng chết. Rồi ok, mình đã chơi xong cái map này rồi. Các bạn xem đến hay đừng quên like và subscribe nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.